Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Và trong chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn một mẫu xe Toyota Fortuner, máy dầu 2 cầu số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc siêu lướt. Và giá thành thì có thể tiết kiệm được so với mẫu xe sản xuất trong nước thời điểm bây giờ khoảng tầm 200 triệu. Trong video clip ngày hôm nay sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là sẽ đánh giá về cái mẫu xe này, nó có còn chất lượng hay không. Phần thứ hai là sẽ chia sẻ giá bán của showroom cũng như những chính sách trả góp của ngân hàng cụ thể ra sao. Xin mời quý vị các bạn cùng đón xem. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đến cái phần nakabo cũng như khu vực khoang động cơ xem có vấn đề gì bất thường trên mẫu xe này hay không. Chúng ta có thể đánh giá qua sơ qua những cái chi tiết keo chỉ cũng như là những cái chi tiết ví dụ như là những lỗ tròn gia công cơ khí và những chi tiết hàn lính ở khu vực này để có thể biết được là xe có bị tai nạn đâm đụng gì ở khu vực phía trên hay không. Đấy. Và quý vị các bạn, qua rất nhiều những cái video clip mà kênh truyền hình ô tô Bicar TV đang và đã chia sẻ thì quý vị các bạn có thể tự đánh giá được. Và xe này thì được đánh giá là một trong những mẫu xe khá là chất lượng và vẫn còn được đánh giá là siêu lướt, bởi vì gần như vẫn còn rất là nguyên bản, xe này gần như như mới. Chúng ta có thể thấy ở phần phía dưới này, đây chính là khu vực xương tay xe bên phải và được gắn hay còn được kết nối bằng một cái chi tiết hàn đính ở phía dưới này, thì cái chi tiết này thì vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Ở phần trên này thì chúng ta có chi tiết giằng đầu này là khu vực để đỡ cái ba lật sốc, để đỡ được cái dàn nóng và cái nước đây. Thì toàn bộ những cái chi tiết này chúng ta vẫn có thể thấy chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu tháo lắp nào cả. Ở phía trên này, ở phía bên tay trái này, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được những chi tiết hàn đính thì vẫn còn rất là nguyên bản theo tiêu chuẩn. Đấy. Và gần như là được xác định là như mới. Chúng ta sẽ hướng máy quay vào khu vực động cơ hay còn gọi là trái tim một chiếc xe. Và khi mà quý vị các bạn đang quan tâm đến một chiếc xe đã qua sử dụng thì chúng ta quan tâm việc đầu tiên là xe có bị tháo hạ hay bổ máy hay không. Thì xe này từ những cái chi tiết bu lông, mắt chân máy cũng như là mắt máy phát thì chúng ta có thể thấy vẫn còn rất là nguyên bản. Động cơ thì không có gì, toàn bộ là như mới. Xe được trang bị động cơ 2.8 và động cơ máy dầu nhé. Động cơ máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có thể thấy động cơ máy dầu nó khác với động cơ máy xăng, tức là cái đèn này. Cái đèn này được trang bị toàn bộ công nghệ đèn full LED nhé, bao gồm có đèn LED ban ngày này, đèn bi và đèn pha và đèn cốt đều được trang bị đèn LED. Còn nếu mà xe máy xăng, mà đặc biệt là xe máy xăng một cầu ấy, thì chỉ được trang bị cái hệ thống đèn pha dạng đèn halogen mà thôi. Còn đương nhiên thời điểm năm 2017 thì vẫn có dạng máy xăng 2 cầu số tự động và được trang bị cũng không khác gì so với bản máy dầu này. Đương nhiên rồi, lốp xe thì vẫn còn rất là nguyên bản, lốp sản xuất năm 2018 nhé, lốp 2018. Chúng ta có thể đánh giá chi tiết cái chất lượng ở khu vực thân xe, bao gồm những cái đường cao chỉ đây, vẫn rất là nguyên bản. Rồi, những chi tiết hàn đính này vẫn rất là nguyên bản nhé. Ở cửa sau bên phải thì cũng thế đây, toàn bộ những cái keo chỉ đây. Đấy, còn rất là nụt nà, không bị đứt đoạn. Ở phần phía đằng sau thì chúng ta có thể thấy thì khác với lại phiên bản một cầu ấy, thì cái cửa hậu này được thiết kế là có thể mở cửa bằng điện và chúng ta có thể đóng và mở cửa, thậm chí là điều chỉnh cái độ cao này một cách rất là dễ dàng. Và cửa này thì được đánh giá là chống kẹt nhé. Đấy. Thì các bạn có thể kiểm soát được cái độ cao này một cách rất là đơn giản. Và trong cái video kiến thức này chúng ta sẽ phải kiểm tra và quan sát kỹ hơn những cái chi tiết keo chỉ này, nó có nguyên bản hay không. Thậm chí là khu vực phía dưới đây, từ xương hông hai bên, xương hông xe hai bên vẫn còn rất là nguyên bản nhé. Bên tay phải thì chúng ta có thể thấy cửa sau bên phải, tất cả những đường keo chỉ này gần như là như mới.
Đấy, toàn bộ là như mới ạ. Và chúng ta sẽ vào không gian nội thất của xe để có thể ngắm nhìn xem nó có khác biệt gì so với lại cái xe mới hay không. Toàn bộ những cái đường keo chỉ, toàn bộ những cái đường chỉ khâu của ghế da này thì chưa có dấu hiệu bị rách, chưa có dấu hiệu bị nhàu. Toyota Fortuner, máy dầu, hai cầu, số tự động, được trang bị rất nhiều những tính năng công nghệ hiện đại, bao gồm có màn hình điều hòa tự động hai tràn, rồi chế độ khởi động start top. Chế độ lái thì có hai chế độ lái Eco và Power. Cơ cấu cài cầu cũng như chế độ những cái tính năng hỗ trợ phanh, ví dụ như là cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cũng như là hỗ trợ đổ đèo, các tính năng đã được trang bị rồi. Hộp ngăn nằm mát đây, phía trên này. Đấy. Toàn bộ thì nó có cảm giác gì đó rất là mới mẻ. Ở phần phía đằng sau này cũng thế, thì chúng ta có thể thấy những cái đường chỉ khâu của ghế da này vẫn còn rất là mới nhá. Đấy. Ghế được gập này. Xe đã được trang bị phụ kiện, ví dụ như trải sàn simi cao cấp này, rồi dán phim cách nhiệt chính hãng. Đấy, dán phim cách nhiệt chính hãng nhá. Đấy. Đây, toàn bộ tính năng dán phim cách nhiệt chính hãng này đã được trang bị rồi. Chúng ta sẽ đến với cái phần giá cả thì xem cụ thể thế nào. Thưa quý vị các bạn, thì hiện tại nếu như quý vị các bạn tìm kiếm một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu hai cầu số tự động thì bây giờ chúng ta có thể chỉ mua được ở trong hãng, là mẫu xe đã được đem về sản xuất tại Việt Nam, tức là lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam. Còn đây là mẫu xe nhập khẩu. Nếu như chi phí lăn bánh tại khu vực Hà Nội phiên bản sản xuất năm 2019, tôi cộng mà áng chừng ấy, rơi vào khoảng tầm cả chi phí thuế trước bạ cũng như biển số thì rơi vào khoảng tầm 1.500.000.000 đồng. Nếu như quý các bạn sử dụng mẫu xe này là xe nhập khẩu sản xuất năm 2018 thì có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí với cái báo giá chỉ khoảng tầm 1.340.000.000 đồng. Quý các bạn có thể tiết kiệm được khoảng tầm 160-170 triệu đồng. Và hiện tại các ngân hàng thương mại vẫn đang có chính sách hỗ trợ cho quý vị và các bạn khoảng tầm từ 70-80%. Như vậy quý các bạn chỉ cần chuẩn bị giúp chúng tôi khoảng từ 400-500 triệu là có thể sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Và ngân hàng thương mại vẫn có thể sẵn sàng hỗ trợ cho quý các bạn rơi vào khoảng tầm 7-8 năm, tương đương khoảng tầm 84 tháng. Và lãi suất thì rơi vào khoảng tầm 7,9-8,2% một năm. Và nếu như quý các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của Đường Trần Lắng của chúng tôi. Và nếu như quý các bạn có nhu cầu đánh giá bất kỳ dòng xe nào trên lãnh thổ Việt Nam thì hãy vui lòng comment xuống phía dưới, hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.